có đưa hải sản cao cấp không? Tất nhiên anh chị em hỏi em hàng 500 nghìn có đưa hải sản cao cấp không? Thì câu trả lời là có nhá. Em có mấy sự lựa chọn cho mọi người luôn. Đầu tiên là tôm hùm Alaska 500 gram 450 nghìn một con. Wow. Chỉ 450 nghìn một con. Hàng thiên nhiên tươi sống. Tao ăn 1-1-1. Cực kỳ chắc thịt ạ. Ngoài ra em còn lựa chọn thứ hai. Tàu ngư Hàn Quốc cực kỳ bổ dưỡng, món quà từ thiên nhiên đấy ạ. Hàng này cho người ốm dậy này, rồi người cần vừa bổ sức khỏe rất là tốt. 6 con chỉ 500 nghìn. Tàu ngư Hàn Quốc sang đại. Thêm một sản phẩm nữa. Tôm xanh cam canh, 500 nghìn một con. Tươi sống, hàng thiên nhiên, cực kỳ chất thịt. Con tôm hùm xanh 500 nghìn cũng không ăn được gì mà được nhiều cách các bác nhỉ.